Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh Học Toán Online Lê Đô. Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học chương trình môn toán lớp 6 sách Cánh Diều. Rồi bây giờ mời các em mở sách giáo khoa môn toán lớp 6 chương trình sách Cánh Diều, tập 1 chương 3, bài 1, trang 94. Trong video hôm nay chúng ta sang phần 2 hình vuông. Ở đây các em có thể xem toàn bộ video của chương trình môn toán lớp 6 sách Cánh Diều được thầy giáo đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này. Rồi, một là nhận biết hình vuông, phần hoạt động 4. Với hình vuông HKLM ở hình 5, thực hiện hoạt động sau. A. Đếm số ô vuông để so sánh độ dài các cạnh HK, KL là M, MH. Các em quan sát hình 5 sách giáo khoa. Trước hết là các em đếm số ô vuông độ dài cạnh HK. Một, hai, ba, bốn ô vuông. Tiếp theo là các em đếm số ô vuông độ dài cạnh KN. KN cũng dài 1, 2, 3, 4 đúng không? Rồi, tiếp theo là các em đếm số ô vuông độ dài cạnh NM. 1, 2, 3, 4 cũng là 4 ô vuông. Rồi bây giờ các em đếm số ô vuông độ dài cạnh MH. 1, 2, 3, 4, 4 ô vuông. Rồi từ đó chúng ta có nhận xét là HK bằng KN bằng NM và bằng MH. Được chưa? Vì sao? Vì đều bằng 4 ô vuông. Độ dài của mỗi cạnh này đều bằng 4 ô vuông. Như vậy là 4 cạnh của hình vuông có độ dài bằng nhau. Rồi, đặc điểm thứ nhất để nhận biết hình vuông đó là 4 cạnh của hình vuông có độ dài bằng nhau. Được chưa? Tiếp theo, chúng ta còn nhận biết hình vuông qua đặc điểm nào nữa? Câu B, quan sát xem cạnh đối HK và MN, HM và KN của hình vuông HKNM có song song với nhau hay không. Rồi thứ nhất là các em quan sát cặp cạnh đối HK và MN. Chúng ta nhận thấy HK song song với MN. Rồi ở đây các em hiểu hai đoạn thẳng song song là hai đoạn thẳng như thế nào. Hai đoạn thẳng song song, nếu chúng ta kéo dài hai đoạn thẳng đó, chúng ta kéo dài mãi mãi thì chúng sẽ không bao giờ cắt nhau. Thì hai đoạn thẳng như vậy người ta gọi là hai đoạn thẳng song song. Ta thấy cặp cạnh đối này HK song song với MN. Tiếp theo là HM song song với KN. Được chưa? Các cạnh đối HK và MN song song với nhau. Các cạnh đối HM và KN song song với nhau. Hình vuông có 4 cạnh bằng nhau. Hai cặp cạnh đối song song với nhau. Tiếp theo, chúng ta khám phá xem là chúng ta còn có thể nhận biết hình vuông qua đặc điểm nào nữa. Câu C, đếm số ô vuông để so sánh độ dài hai đường chéo KM và HL. Độ dài hai đường chéo. Đường chéo thứ nhất là HL. Có độ dài là 1, 2, 3, 4, 4 ô vuông đúng không? Rồi, đường chéo KM có độ dài là 1, 2, 3, 4, 4 ô vuông. Và tất nhiên 4 ô vuông của đường chéo nó khác 4 ô vuông của cạnh nha. Ở đây các em lưu ý cho thầy giáo là 4 ô vuông của đường chéo có độ dài khác với 4 ô vuông của cạnh nha. Các em không thể lầm tưởng là độ dài của đường chéo hình vuông bằng độ dài của cạnh hình vuông được. Các em giải thích là bởi vì nó đều có độ dài bằng 4 ô vuông. Như vậy là sai. 4 ô vuông của cạnh là chúng ta tính theo cạnh của hình vuông nhỏ. 4 ô vuông của đường chéo là chúng ta tính theo đường chéo của hình vuông nhỏ. Được chưa? Vì vậy mà 4 ô vuông của cạnh có độ dài khác với 4 ô vuông của đường chéo. Ở đây chúng ta có nhận xét là độ dài đường chéo KM và HL bằng nhau và đều bằng 4 ô vuông. Tiếp theo các em sang câu D. Nêu đặc điểm 4 góc ở các đỉnh HKNM. Chúng ta nhận thấy 4 góc ở 4 đỉnh này đều là 4 góc vuông. Như vậy 4 góc ở các đỉnh HKNM bằng nhau và đều là các góc vuông. Rồi như vậy là chúng ta có nhận xét đối với hình vuông ABCD có những đặc điểm sau. Đặc điểm thứ nhất là 4 cạnh bằng nhau. AB bằng BC, bằng CD và bằng DA. Đặc điểm thứ hai là hai cạnh đối AB và CD. Được chưa? Song song với nhau. AD và BC song song với nhau. Đặc điểm thứ ba là hai đường chéo AC bằng BD. Đặc điểm thứ tư là 4 góc ở các đỉnh ABCD là góc vuông. Như vậy đối với hình vuông thì các em cần phải ghi nhớ cho thầy giáo 4 đặc điểm này. 4 cạnh bằng nhau, hai cặp cạnh đối song song với nhau, hai đường chéo bằng nhau, 4 góc ở đỉnh là các góc vuông. Rồi ở đây các em đánh dấu 4 cạnh bằng nhau này. Đánh dấu các ký hiệu giống nhau thể hiện là 4 cạnh bằng nhau. Rồi tiếp theo là mời các em sang phần 2. Vẽ hình vuông. Phần hoạt động 5. Dùng êke vẽ hình vuông ABCD khi biết độ dài cạnh. Ví dụ 2. Dùng êke vẽ hình vuông ABCD có độ dài cạnh bằng 7 cm. Rồi để vẽ hình vuông ABCD có độ dài cạnh bằng 7 cm thì chúng ta sẽ làm như sau. Ở đây người ta dựa vào đặc điểm của hình vuông là có 4 cạnh bằng nhau và 4 góc ở đỉnh đều là 4 góc vuông. Như vậy là người ta sẽ vẽ như sau. Bước 1 là vẽ theo một cạnh góc vuông của êke. Đoạn thẳng AB bằng 7 cm. Các em quan sát này. Vẽ theo một cạnh góc vuông của êke, đoạn thẳng AB bằng 7 cm. Ở đây các em quan sát người ta dùng thước êke. Có vạch 0 cm của thước nó trùng với đỉnh góc vuông của êke. Đây các em mua thước êke ở ngoài hiệu sách thì vạch 0 cm của thước nó nằm ở chỗ này cơ. Thước êke ở trong sách thì vạch 0 cm của nó nằm ở đỉnh góc vuông. Còn thước êke của chúng ta là vạch 0 cm của thước thì nó nằm ở đây. Vậy chúng ta vẽ như thế nào cho chính xác? Thì trước hết là các em cứ xác định vạch 0 cm của thước. Các em xác định một điểm này. Được chưa? Vạch 7 cm của thước, các em xác định một điểm. Bây giờ các em nối hai điểm này lại với nhau. Thì chúng ta được một đoạn thẳng có độ dài bằng 7 cm. Các em đặt tên cho đoạn thẳng này là đoạn thẳng AB. Rồi. Bây giờ làm theo sách này. Các em đặt êke sao cho đỉnh góc vuông của êke trùng với điểm E. Cạnh góc vuông thứ nhất của êke trùng với cạnh AB. Bây giờ mà các em Vẽ theo cạnh góc vuông thứ hai. Cạnh góc vuông thứ hai một đoạn bằng 7 cm như thế này. Thì chắc chắn là đoạn này nó sẽ dài hơn 7 cm. Bởi vì sao? Bởi vì vạch 0 cm của thước nó đến đây thôi. Được chưa? Nếu các em lấy đến điểm E này thì nó sẽ dài hơn 7 cm này. Vậy chúng ta làm thế nào? Thì tạm thời là ở đây các em cứ vẽ một đoạn thẳng. Đoạn thẳng ngắn thôi. Để chúng ta xác định góc vuông đã. Được chưa? Chúng ta có góc vuông rồi này. Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ lấy độ dài bằng 7 cm. Vạch 7 cm các em đặt trùng với điểm E. Vạch 7 cm các em đặt trùng với điểm E. Thì lúc này các em sẽ lấy dấu tại vạch 0 cm. Các em lấy dấu một điểm, sau đó là các em nối với điểm E thôi. Được chưa? Các em đặt tên cho điểm này là điểm D. Rồi, bằng cách làm tương tự thì các em cũng đặt thước. Sao cho đỉnh góc vuông của êke trùng với điểm B. Cạnh góc vuông thứ nhất của êke trùng với AB. Bây giờ các em cũng vẽ một đoạn thẳng ngắn thôi. Theo cạnh góc vuông thứ hai để chúng ta lấy góc vuông. Được chưa? Rồi bây giờ các em sẽ lấy chính xác độ dài này. Các em đặt vạch 7 cm của thước trùng với điểm B. Thì lúc này tại vạch 0 cm của thước, các em sẽ lấy dấu một điểm, các em đặt bút từ điểm này và các em nối với điểm B. Thì điểm này chính là điểm C. Bây giờ các em nối D với C. Như vậy là chúng ta vừa vẽ được hình vuông ABCD. Có 4 cạnh bằng nhau, các em đánh dấu giống nhau thể hiện là 4 cạnh bằng nhau và 4 góc đều là 4 góc vuông. Rồi tiếp theo là chúng ta sang phần luyện tập và vận dụng 2. Dùng êke vẽ hình vuông EGHI có độ dài cạnh bằng 6 cm. Các em làm tương tự. Trước hết là các em vẽ đoạn thẳng EG. Có độ dài bằng 6 cm. Vạch 0 cm của thước này. Các em lấy dấu một điểm. 6 cm của thước các em lấy dấu một điểm. Bây giờ các em nối hai điểm này lại với nhau. Các em đặt tên cho đoạn thẳng này là đoạn thẳng EG. Ta có EG bằng 6 cm. Rồi tiếp theo các em đặt thước sao cho đỉnh góc vuông của êke trùng với điểm E. Cạnh góc vuông thứ nhất của êke trùng với EG. Được chưa? Rồi bây giờ trên cạnh góc vuông thứ hai của êke thì chúng ta sẽ vẽ một đoạn thẳng ngắn thôi để chúng ta xác định góc vuông. Các em không thể kéo dài đến vạch 6 cm này được. Bởi vì các em kéo dài đến đây thì nó sẽ dài hơn 6 cm chứ không phải là 6 cm. Vạch 0 cm của chúng ta ở đây mà. Đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta làm gì? Các em đặt vạch 0 cm của thước này trùng với điểm E này. Yeah. Rồi. Tại vạch 6 cm của thước ở chỗ này. Bây giờ các em mới lấy dấu này. Các em nối vào. Thì điểm này các em đặt tên là điểm Y. Bằng cách làm tương tự nha. Chúng ta đặt êke sao cho đỉnh góc vuông của êke trùng với điểm G. Đỉnh góc vuông của êke trùng với điểm G này. Cạnh góc vuông thứ nhất của êke trùng với EG này. Cạnh góc vuông thứ hai của êke các em vẽ một đoạn thẳng ngắn. Rồi bây giờ các em sẽ đo chính xác này. 6 cm, vạch 6 cm của thước ở điểm G thì vạch 0 cm của thước ở trên đây. Các em lấy dấu ở vạch 0 cm của thước. Đặt tên cho vạch này là, đặt tên cho cái điểm này là điểm H. Được chưa? Rồi bây giờ các em sẽ nối. Như vậy là chúng ta vừa vẽ được hình vuông EGHI có cạnh là 6 cm. Các em đánh dấu 4 cạnh bằng nhau, đánh dấu giống nhau, đánh dấu hai vạch cho nó khác với hình vuông ABCD. 4 góc vuông này. Rồi, được chưa? Tiếp theo em sang phần 3. Chu vi và diện tích của hình vuông. Các em quan sát hình vuông ABCD có độ dài cạnh là A. Các em biết là hình vuông có 4 cạnh bằng nhau và 4 cạnh này đều có độ dài là A. Ở tiểu học ta đã biết cách tính chu vi và diện tích của hình vuông có độ dài cạnh bằng A, đó là muốn tính chu vi của hình vuông thì các em lấy 4 nhân với độ dài một cạnh. Chu vi của hình vuông được ký hiệu bằng chữ C viết in. Rồi chu vi của hình vuông là C chính là ký hiệu của chu vi hình vuông. Ở đây hình vuông ABCD có độ dài cạnh là A. Các em biết rồi, chu vi của một hình chính là tổng độ dài của các đường bao quanh hình đó. Chu vi của hình vuông ABCD chính là tổng độ dài 4 cạnh của hình vuông. Do 4 cạnh này đều bằng nhau và bằng A, như vậy chu vi của hình vuông sẽ là A cộng A cộng A và cộng A. Và các em viết gọn là 4 nhân A. Được chưa? Rồi muốn tính diện tích của hình vuông thì chúng ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó. Độ dài cạnh hình vuông là A, các em nhân với A. S chính là ký hiệu diện tích của hình vuông. Các em lấy A nhân A. A nhân A các em viết gọn dưới dạng lũy thừa là A mũ 2. Ở đây có 2 thừa số A, các em viết là A mũ 2. Các em đọc là A mũ 2 hay là A bình phương hoặc là lũy thừa bậc 2 của A. Rồi như vậy là bài về hình vuông thì thầy giáo kết thúc ở đây. Bài về lục giác đều thì các em có thể xem ở video sau. Các em có thể xem toàn bộ video của chương trình môn toán lớp 6 sách Cánh Diều cũng như là sách bài tập được thầy giáo đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này. Các em đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông. Chia sẻ video, chia sẻ kênh cho các bạn cùng xem để tạo động lực cho thầy giáo làm những video tiếp theo để chia sẻ đến các em. Rồi xin chào và chúc các em học tốt.